Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát thanh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành trọn thời lượng để thông tin về các hoạt động lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Chiều ngày 22 tháng 8, nghi thức rước vật thiêng, nhà sàn, cây nêu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã diễn ra theo lộ trình từ trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đến quảng trường văn hóa huyện. Trước khi tiến hành nghi thức rước vật thiêng, gia làng đã làm nghi thức cúng tế theo phong tục của đồng bào nơi đây. Về với huyện Bắc Trà My, về với dòng sông Tranh trong xanh hiền hòa, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Co, Cai Dông, Xê Đăng, Mơ Nông, Kinh, Tày, Nùng, Mường, Thái, Ve. Nghi thức dựng cây nêu là nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây. Em Đinh Thị Thúy Hằng, thôn 3 xã Trà Bui, lần đầu tiên được tham gia diễu hành tại một lễ hội lớn như thế này. Được tham gia lễ hội văn hóa lần này, con rất là vui khi được thấy các đồng bào của dân tộc Cai Dông. Con sẽ giữ gìn văn hóa dân tộc Cai Dông của mình. Với dân số khoảng hơn 47.000 người, đa phần là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý, nên trình độ phát triển của các dân tộc ở Bắc Trà My không đồng đều. Song đồng bào dân tộc nào cũng có những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt của mình. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng đã đào luyện cho đồng bào nơi đây có những phẩm chất tốt đẹp, sức sáng tạo dồi dào, sức chịu đựng bền bỉ, mãnh liệt trước các thử thách hà khắc của thiên nhiên để cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Các xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tích cực chuẩn bị chu đáo để tham gia lễ hội lần này. Ủy ban dân xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền cho người dân. Người dân rất hưởng ứng cái phong trào của cái lễ hội cầm chiêng lần này. Đây là một cái dịp để ôn lại cái truyền thống và giữ gìn cái bản sắc dân tộc đối với người đồng bào dân tộc Co. Trong quá trình chuẩn bị thì có nhiều gặp nhiều rất nhiều cái khó khăn. Bên cạnh đó thì người dân đồng tình ủng hộ rồi đã cống hiến tất cả các công sức và hướng dẫn cho anh em để tập luyện đến ngày hôm nay đã hoàn thành được cái nhiệm vụ. Lễ rước vật thiêng, nhà sàn, cây nêu là điểm nhấn quan trọng tạo được nét đẹp văn hóa độc đáo tại lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Tối ngày 22 tháng 8, huyện Bắc Trà My tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 với chủ đề Âm văn đại ngàn là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 của huyện Bắc Trà My, đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc đến đông đảo du khách gần xa. Điểm nhấn của đêm khai mạc là các chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Âm văn đại ngàn do đội nghệ thuật quần chúng huyện Bắc Trà My và các nghệ nhân trình diễn. Chúng tôi hy vọng rằng các đại biểu khách quý cùng du khách đến tham dự lễ hội có thể trải nghiệm được không gian văn hóa đa sắc màu nhưng có bản sắc riêng của từng dân tộc trên địa bàn huyện, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp văn hóa vật thể và phi vật thể, trải nghiệm nếp sống văn hóa thường ngày của các dân tộc, nếm vị ngon ẩm thực miền núi, hòa mình vào âm vang tiếng còng, tiếng chiêng giữa đại ngàn và hòa quyện vào hương thơm ngọt ngào của quế Trà My, loài cây đã làm nên thương hiệu và địa danh Cao Sơn Ngọc Quế. Chúng tôi mong rằng qua lễ hội lần này sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý vị về bản sắc văn hóa và sự thân thiện mến khách của người dân Bắc Trà My. Với những ý nghĩa đó, tôi thay mặt lãnh đạo huyện tuyên bố khai mạc lễ hội văn hóa dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 với chủ đề Âm văn đại ngàn. Từ trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, đồng bào các dân tộc vùng miền núi Bắc Trà My đã sáng tạo ra rất nhiều tiết tấu để phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân như trống chiêng báo tin buồn, trống chiêng báo làng có lễ hội, trống chiêng chào khách, trống chiêng tiễn khách, cồng chiêng gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi đây từ thuở sơ khai và đắm mình trong không gian đặc sắc của lễ hội. Những vũ khúc giao hòa của cồng chiêng tạo nên những bản hợp xướng về tinh thần dân tộc
là biểu tượng cho sự hùng mạnh của đồng bào các dân tộc và những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Sau lễ hội, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình để văn hóa luôn được bảo tồn, không bị mai một và thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Nhân lễ khai mạc này, tôi đề nghị huyện Bắc Trà My tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để khôi phục và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn, khơi dậy niềm tự hào và tạo động lực cho nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Chúc huyện tổ chức thành công trong việc khôi phục thương hiệu Quế Trà My và danh xưng Cao Sơn Ngọc Quế, thành công trong công tác quảng bá và xúc tiến đầu tư trong thời gian đến. Hàng ngàn khán giả từ khắp mọi miền đất nước đã được thưởng thức những tiết mục đặc sắc tại đêm khai mạc lễ hội. Đồng bào các dân tộc vùng Cao Sơn Ngọc Quế đã cùng nhau đánh cái chiêng, đánh trống lên, múa hát, tạo nên bản hùng ca đại ngàn, mừng quê hương Bắc Trà My ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 được đầu tư, chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh các chương trình trình diễn cồng chiêng, hội thi hương sắc vùng Ngọc Quế, thì nhiều điểm tham quan, trải nghiệm ngay trong lòng thị trấn Trà My đã thu hút rất đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. Người dân tại thị trấn Trà My rất bất ngờ khi những con đường trong hẻm núi nay lại nhộn nhịp tấp nập như vậy. Rất nhiều du khách đã dẫn theo người thân gia đình của mình đến đây để tham quan trải nghiệm. Cạnh đó, khu ẩm thực mang đậm hương vị miền núi cũng đã được bố trí tại đây nhằm phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Trường lung linh hơn khi khu phố lên đèn. Tại đây, du khách đã được tham quan mô hình ngọn núi Răng Cưa đã đi vào truyền thuyết của đồng bào Co huyện Bắc Trà My, ngọn lửa thiêng, bếp làng, nơi lưu giữ nhiều hiện vật giá trị trong đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương cũng được mô phỏng với ý nghĩa giữ gìn các nét đẹp của đồng bào các dân tộc. Các dụng cụ trong đời sống sinh hoạt thường nhật của đồng bào cũng đã được mô phỏng trên chất liệu mây tre, sợi vải, tạo sự gần gũi, mới lạ, độc đáo. Tôi là người Tiên Phước, mà ngay cái lễ hội Trà My là tổ chức 2023, thì bọn cô cũng tổ chức cái đoàn đi lên để tham quan ở có nhiều cảnh đẹp, thành cô nghe nói nhiều cảnh đẹp, thành cô lên tham quan. Chơi thấy nhất ấn tượng ở đây nhất là chiếc cầu treo, tất cả bọn cô là đứng ra chụp hình để gây là để cái ấn tượng lạ của là giáo ấn của Trà My. Trà My là thấy khung cảnh ở đây là chi cũng cảnh cũng ngồi cái cầu này là thì cũng còn nhiều cảnh đẹp nữa. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 với chủ đề âm vang đại ngàn là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Thưa quý vị và các bạn, tái hiện năm nhà sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My là một trong những hoạt động truyền lửa, trải nghiệm đáng chú ý tại lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Già làng uy tín Phạm Lâm, thôn 1 xã Trà Cốt, huyện Bắc Trà My, được chọn là người truyền lửa cho con cháu và du khách tham quan, trải nghiệm tại nhà truyền thống của người Co. Hôm nay, già Lâm cùng thanh niên trai tráng trong trang phục đóng khố, người Co gọi là Tanon, trực tiếp tham gia giới thiệu các sản phẩm đan lát người Co. Cũng tại nhà sinh hoạt truyền thống, người Co còn làm cơm lam, gói bánh nhốt, tạo không khí gần gũi, thân thuộc cho du khách, như chính tại các bản làng của đồng bào mình. Năm nay là năm cái lễ hội lớn của dân tộc miền núi. Đây là một niềm tự hào lớn đối với huyện Bắc Trà My. Trong thời gian đến thì các dân tộc sẽ tiếp tục vươn lên những cái thành tích truyền bá lại cho thế hệ sau, đã cho những cái năm tiếp theo. Tại ngôi nhà truyền thống của người Mơ Nông, du khách tham quan được hòa mình cùng các già làng người Mơ Nông uống rượu cần, nghe già làng Ca Dông kể chuyện. Sau mỗi vụ mùa, người Ca Dông vùng cao Trà Bui lại tổ chức lễ cúng tạ ơn các vị thần linh đã phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Cây ngô trên nương không bị thú rừng phá phách, rẫy lúa sau làng đơm bông, trĩu hạt. Già làng Ca Dông cùng các con cháu của mình cúng mừng lúa mới,
cùng nhau đánh lên tiếng chiêng vang vọng khắp núi rừng, cầu mong cho bản làng ngày càng trù phú, nhà nhà con cháu khỏe mạnh, ấm no. Khi mà mình được đến tham gia với lễ hội văn hóa các dân tộc ở huyện Bắc Trà My thì mình thấy là ở đây có những đồng bào, người ta có những văn hóa rất là đặc sắc. Mình đã được trải nghiệm như là uống nước cần, đan lá hoặc là nhìn những phong tục tập quán của các đồng bào ở trong ngôi nhà sàn của chính họ. Thì mình thấy đây là những giá trị văn hóa mình cần được nhân rộng ra để cho người ta càng tìm hiểu và càng đến với huyện Bắc Trà My. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, tôn vinh giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Trà My đến đông đảo nhân dân khắp mọi miền đất nước. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 đã chính thức khép lại vào tối ngày 23 tháng 8. Sau 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 đã chính thức khép lại. Ban tổ chức lễ đã chấm chọn và trao giải phần thi trình diễn cồng chiêng âm vang đại ngàn tại đền bế mạc. Đây là phần thi được các đơn vị chuẩn bị rất chu đáo. Nhiều đơn vị đã trình diễn các tiết mục rất độc đáo, mang nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Nhiều đội cồng chiêng đã lựa chọn các thí sinh nhỏ, có năng khiếu, tham gia biểu diễn. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất cuộc thi cồng chiêng âm vang đại ngàn cho đơn vị xã Trà Bui, giải nhì cho đơn vị xã Trà Cốt, giải ba thuộc về đơn vị xã Trà Đốc. Ngoài ra, ban tổ chức lễ còn trao giải thí sinh có nhiều triển vọng cho em Nguyễn Trường Ca, 7 tuổi, đến từ đơn vị xã Trà Bui. Sau khi có hoạt động tổ chức lễ hội này, thì nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và đánh giá rất cao. Mặc dù là Bắc Trà My là một địa phương nghèo về kinh tế, tuy nhiên về tiềm lực trong nhân dân cũng rất là mạnh. Và chính cái tiềm lực này mà trong thời gian rất là ngắn, trong thời gian 2 tháng, khi mà quyết định tổ chức cái hoạt động lễ hội văn hóa này, thì nhân dân đồng hành cùng với chính quyền địa phương tổ chức cái thành công các hoạt động để cho 2 ngày 22 và 23 tháng 8 này là chúng ta đã được nhìn thấy và trải nghiệm. Và đặc biệt là một hiệu ứng rất là tốt là những hoạt động trước đây thì Bắc Trà My không có đông người như thế này, nhưng mà trong các một tuần gần đây thì số lượng khách ở rất là nhiều địa phương, kể cả là ngoài tỉnh, họ cũng đến để họ ghé thăm và họ có những cái nhận xét để cho Bắc Trà My hoàn thiện thêm trong cái chủ trương là phát triển một cái huyện du lịch. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 khép lại với phần giao lưu giả bạn, tạo không khí vui tươi thắm tình đoàn kết của các dân tộc tại địa phương. Trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.